Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời tiết mục của thí sinh Lê Thị Xuyến đến từ Trung tâm Văn hóa Thông tin Phù Cừ với tiết mục Mùa Thu Nhớ Bác, soạn lời Hưng Thiện Huy, theo điệu Đường Trường Bắn Thước. Xin mời quý vị cùng thưởng thức qua phần biểu diễn của Lê Thị Xuyến và phần vụ họa của Tốp Múa. Xin mời. Thank you.
Xin chúc mừng phần thi của thí sinh. Nối tiếp, chúng tôi xin giới thiệu phần thi của thí sinh Lê Quý Đôn đến từ câu lạc bộ chèo Văn Lâm với bài hát Đường Trường Trong Rừng Lời Cổ. Một lần nữa, ban tổ chức chúng tôi xin thông báo các thí sinh còn lại. Vừa chúng tôi đã thông báo tên, nếu các thí sinh có mặt ở còn có mặt ở trong khán phòng, trong hội trường thì đề nghị thí sinh tiếp tục lên ban tổ chức để đăng ký dự thi.